Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. bắt đầu phần tin thế giới này là tin liên quan tới tình trạng tạo hôn trên thế giới. Thế giới của chúng ta cần phải mất tới 300 năm nữa mới xóa bỏ được nạn tạo hôn. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc gọi tắt là UNICEF cho hay, tuy tình trạng tạo hôn đã giảm đi trong những năm qua, thế nhưng vẫn có 12 triệu bé gái kết hôn chưa khi mà các em chưa đủ 18 tuổi mỗi năm. Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp Quốc thì tình trạng tạo hôn đang giảm dần trên toàn thế giới. Trong 10 năm qua, tỷ lệ kết hôn ở trẻ em đã giảm từ mức 23% xuống còn 19% tổng số các cuộc hôn nhân trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tốc độ giảm đi này không đủ nhanh để đạt được mục tiêu loại bỏ tình trạng tảo hôn trước năm 2030 khi mà vẫn có 12 triệu bé gái dưới 18 tuổi vẫn kết hôn hàng năm. Nếu tình hình không thay đổi thì chúng ta sẽ cần tới 300 năm nữa để xóa bỏ hoàn toàn các cuộc hôn nhân của các trẻ em dưới 18 tuổi. Bà Claudia Kappa là tác giả chính của bản phúc trình này cho hay, Liên hiệp quốc ước tính có khoảng 640 triệu bé gái kết hôn trước 18 tuổi. Tỷ lệ tảo hôn tại khu vực Nam Á nơi chiếm 45% các cuộc hôn nhân của trẻ em dưới 18 tuổi đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tại khu vực phía nam của Sahara tại châu Phi, cứ ba bé gái lại có một em sống trong tình trạng tạo hôn. Khu vực Tây Phi và Trung Phi có tỷ lệ tạo hôn cao nhất thế giới. Trong số 10 quốc gia có tỷ lệ tạo hôn cao nhất toàn cầu thì có 7 nước đến từ khu vực này. Cảnh sát của Âu Châu triệt phá được một đường dây buôn lậu 11.000 cổ vật. Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Cơ quan cảnh sát của Âu châu vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu cổ vật và tác phẩm nghệ thuật với quy mô lớn trong chiến dịch được tên được gọi tên là Operation Pandora. Trong chiến dịch này, có nhiều cuộc truy bắt đã được Europol tiến hành trên toàn 14 quốc gia Âu châu, gồm có Tây Ban Nha, Áo, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Croatia, Đào Chip, Hy Lạp, Ireland, Italy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển và Bosnia. Trong số 11.049 cổ vật được thu giữ, nhà chức trách đã phát hiện ra có hơn 3.000 đồng xu cổ, 77 cuốn sách cổ bị lấy cắp từ các tu viện trên khắp Âu Châu, cùng với một bức tượng bán thân có niên đại từ thời La Mã. Đây là bức tượng chân dung của công chúa Salonia Matidia, cháu gái của hoàng đế Thuê Trân, là người trị vì La Mã từ năm 98 đến năm 117 sau công nguyên. Ngoài ra 48 bức tượng phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo cùng với 13 vật phẩm khảo cổ học có nguồn gốc từ Nga cũng đã được cảnh sát Âu châu thu hồi tại Bồ Đào Nha và Bosnia. 60 nghi phạm đã bị bắt giữ với cáo buộc dính líu đến đường dây này. Cảnh sát Âu châu Europol hiện nay vẫn còn đang điều tra mở rộng về vụ án. Ước tính có 130 cuộc điều tra đang được diễn ra trên khắp Âu châu với mục tiêu là triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu cổ vật này. Ukraine thừa nhận là họ không thể gia nhập vào khối NATO trong thời chiến. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky thừa nhận rằng quốc gia này thừa nhận một thực tế đó là họ sẽ không thể gia nhập vào khối NATO khi chưa chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine cho biết như sau: Chúng tôi có cái nhìn thực tế và biết rằng điều đó là không thể khi mà chiến sự vẫn đang diễn ra. Ông đã nói chuyện với Thủ tướng Hòa Lan là Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ là Alexander de Croo tại The Hay của Hòa Lan vào ngày hôm qua và khi đề cập tới khả năng Ukraine gia nhập vào khối NATO. Trước đó, Tổng thư ký của khối NATO là ông Jens Stoltenberg cho hay, toàn bộ các quốc gia trong khối này đều đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Nhưng ông nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chiến sự kết thúc riêng Tổng thống Ukraine dường như cũng chấp nhận điều này. Ông cho biết như sau, chúng tôi muốn có thông điệp rõ ràng, đó là Ukraine sẽ gia nhập vào khối NATO sau chiến sự. Tổng thống Zelensky cùng với Thủ tướng Ruth và Thủ tướng De Croo cũng đã ký tuyên bố chung sau cuộc đàm phán ba bên, bao gồm các cam kết của các quốc gia này tiếp tục cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine, ủng hộ cho công thức hòa bình của ukraine và góp phần áp đặt biện pháp trừng phạt bổ sung đối với nước nga bản tuyên bố chung còn cho biết như sau cho tới khi nào ukraine trở thành thành viên của khối nato thì bỉ và hòa lan vẫn cam kết trợ giúp cho ukraine trên con đường hội nhập hơn nữa vào châu âu và đại tây dương cũng như gia tăng khả năng tự vệ của ukraine trước chiến sự hiện nay cũng như bất kỳ mối đe dọa nào trong tương lai Lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ cho rằng lực lượng của Nga tham chiến tại Ukraine đã bị suy yếu đến mức không thể mở các đợt tiến công quan trọng. Ông Putin có nhiều khả năng thu hẹp mục tiêu ở Ukraine, chuyển sang củng cố các vùng lãnh thổ đang kiểm soát ở miền đông và miền nam, đồng thời bảo đảm Ukraine không bao giờ trở thành đồng minh của NATO. Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines đã nhận định trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Theo lời của bà Haines, Tổng thống Nga Putin đang theo đuổi chiến lược kéo dài cuộc xung đột cho tới khi sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine suy yếu. Putin cũng khó nhượng bộ bất cứ điều gì để thúc đẩy đàm phán hòa bình, bất kể là kết quả của đợt phản công của Ukraine ra sao. Giám đốc tình báo Hans cũng cho rằng lực lượng Nga thiếu hụt đáng kể đạn dược và nhân sự. Ngay cả khi cuộc phản công của Ukraine không hoàn toàn thành công thì Nga cũng khó có đủ nguồn lực để mở ra một chiến dịch tấn công quan trọng trong năm nay. Trong một diễn biến có liên quan, thừa nhận tổn thất nặng nề ở Bakhmut, chùm tập đoàn quân sự Wagner đã ra tối hậu thư với Nga, tuyên bố sẽ rút quân ra khỏi Bakhmut vào ngày 10 tháng 5. Prigozhin nói rằng, những người lính của chúng tôi sẽ không phải chịu tổn thất vô nghĩa và phi lý ở Bakhmut vì không có đạn dược. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ rút ra khỏi Bakhmut vào ngày 10 tháng 5. Prigozhin cho biết lực lượng Wagner cần 300 tấn đạn dược, nhưng chỉ được cung cấp chưa đến 1 phần 3 trong số đó. Theo lời của Prigozhin, lực lượng Wagner chỉ còn đủ đạn dược để dùng trong vài ngày. Nhưng Bộ Quốc phòng của Nga đã từ chối tiếp tế đạn pháo cho Wagner và phớt lờ mọi yêu cầu của họ. Cảnh sát của nước Đức đang mở cuộc điều tra sau khi tin tức về kế hoạch tới thăm Berlin của Tổng thống Ukraine bị rõ rỉ trên giới truyền thông. Cảnh sát của nước Đức cho biết như sau, các giới chức của nước Đức sẽ thực hiện một cuộc điều tra về nghi vấn làm lộ bí mật liên quan tới chuyến viếng thăm có thể diễn ra của một vị tổng thống. Trước đó, đài truyền hình NTV của nước Đức đã đưa tin, tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky sẽ tới thăm thủ đô Berlin vào ngày 13 tháng 5. Theo như kế hoạch thì, máy bay chở tổng thống Zelensky dự kiến sẽ hạ cánh tại phi đạo của phi trường quân sự Willy Brandt Berlin Vanderburg. Tổng thống Ukraine sau đó sẽ nghỉ lại tại khách sạn Ritz Carlton và gặp gỡ Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz vào ngày 14 tháng 5, trước khi đến thành phố Aachen để nhận giải thưởng vinh danh những người hoạt động vì sự đoàn kết thống nhất của châu Âu. Nhật báo địa phương BZ cũng đưa tin, cơ quan thực thi pháp luật ở Berlin đã sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Zelensky tới Berlin vào giữa tháng 5 này cảnh sát xác nhận cuộc điều tra liên quan tới bài báo trên nhật báo BZ vì bài viết này có các thông tin bí mật về việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng thống Zelensky. Phía cảnh sát Đức cũng cho biết như sau, cảnh sát tại Berlin không chính thức cung cấp bất kỳ thông tin nào gây nguy hiểm cho chuyến viếng thăm cấp chính phủ. Riêng bà Barbara Slowit, là giám đốc cảnh sát tại Berlin cho hay, một nhân viên trong cơ quan này đã làm lộ thông tin với giới truyền thông nhưng không công bố danh tính. Và người này đã làm tổn hại tới danh tiếng của cảnh sát Berlin trên toàn quốc và trên trường quốc tế. Bà cho biết thêm, tôi chỉ có thể cho rằng người đó không nhận thức được hậu quả của hành động của mình. Lại có một vụ xả súng xảy ra ở tại Serbia khiến cho 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương vào ngày 4 tháng 5, tức là chỉ có một ngày sau thảm kịch ở trong trường học ở tại thủ đô. Vụ xả súng xảy ra ở tại thị trấn Madenovac, cách Belgrade khoảng chừng 60 cây số về phía nam. Nghi phạm khoảng 21 tuổi ngồi trên xe hơi, dùng súng tự động bắn vào các ngôi làng hai bên đường rồi bỏ chạy. Truyền thông của Serbia cho hay ít nhất là 8 người tại các làng như là Dubona, Malo, Orasje và Sepsin đã bị thiệt mạng do bị trúng đạn trong khi đó 7 trong số 13 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giới chức đã lập tức khai triển toàn bộ cảnh sát đặc nhiệm ở tại Belgrade và Smederevo để truy tìm nguy phạm. Trực thăng cùng với máy bay không người lái và xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và bao vây thủ phạm, kêu gọi hắn ra đầu hàng, nhưng thủ phạm đã từ chối đầu hàng và nổ súng vào cảnh sát. Tờ Politica cho biết, kẻ tấn công sinh năm 2002 sử dụng súng trường tự động để tấn công vào người dân. Thủ phạm cũng đã nổ súng ở tại làng Sepsin lân cận, nhưng không rõ liệu có thêm thương vong hay không. Bộ trưởng Nội vụ của Serbia mô tả vụ nổ súng là một hành động khủng bố. Tất cả các đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Serbia, gồm có hơn 600 người, đã được huy động bao vây thủ phạm. Novia Novosti cho biết, 7 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch một cảnh sát và em gái của anh ta đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng. Đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra tại Serbia trong tuần vừa qua. Ngày 3 tháng 5, một nam sinh 14 tuổi đã bắn vào giáo viên của mình tại một lớp học ở Belgrade, sau đó đã tiếp tục xả súng, bắn chết 8 học sinh và một nhân viên bảo vệ. Vương quốc Mỹ chuyển tài sản phong tỏa của Nga cho Ukraine. Thủ tướng Mỹ là ông Alexander de Croo thông báo, Vương quốc Bỉ sẽ chuyển 200 triệu euro, tương đương 220 triệu Mỹ kim là tài sản của Nga bị phong tỏa cho Ukraine. Lời cam kết này được đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp của Hòa Lan là ông Mark Rutte và Tổng thống Ukraine là ông Zelensky tại La Hay. Theo thủ tướng của Vương quốc Bỉ thì một phần số tiền này sẽ dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine và phần còn lại sẽ trợ giúp cho những người tị nạn Ukraine. Ông nhận định rằng việc sử dụng tiền của Nga để xây dựng lại Ukraine có ý nghĩa cả về mặt kinh tế lẫn đạo đức. Kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine, thì Vương quốc Bỉ đã phong tỏa khoảng 180 tỷ euro là tài sản thuộc về ngân hàng trung ương của Nga. Vương quốc Bỉ không phải là quốc gia phương Tây duy nhất cho rằng Nga phải trả tiền cho việc tái kiến thiết lại Ukraine. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ là bà Janet Yellen tiết lộ rằng Chính phủ Washington đang thảo luận với các quốc gia đồng minh về phương cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để trợ giúp cho Ukraine. Hồi cuối năm ngoái, quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao một số tiền thu được từ tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine. khoản tiền này liên quan tới năm triệu bốn trăm Mỹ kim tịch thu của một thương gia người Nga có tên là Konstantin Malofeyev người bị buộc tội né tránh lệnh trừng phạt. Phi Nga đã chỉ trích ý định của phương Tây là muốn chuyển tài sản của Nga cho Ukraine, đồng thời cáo buộc đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo rằng Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Ngân hàng Thế giới, tức là World Bank, có chủ tịch thứ 14. Thông tin từ World Bank cho biết là ban giám đốc của World Bank đã chọn ra ông Ajay Benga, một người Mỹ gốc Ấn Độ để làm tân chủ tịch Ngân hàng Thế giới với nhiệm kỳ là 5 năm, sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 tới đây. Ông Banga được Tổng thống Biden đề cử cho vị trí này vào cuối tháng 2 và là ứng viên duy nhất để thay thế cho ông David Malpass là chủ tịch World Bank sắp mãn nhiệm. Tổng thống Biden chia sẻ, ông AJ Banga là một nhà lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm và sẽ mang lại sự đổi mới trong vị trí chủ tịch của World Bank. Ông ấy sẽ định hướng tổ chức nhắm đến việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Trong khi đó, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính cho biết, ông Benga sẽ đóng vai trò quan trọng trong công cuộc thúc đẩy những cải cách bổ sung, bao gồm có việc củng cố quan hệ đối tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân, cũng như những tổ chức phi lợi nhuận. Cuộc bình bầu đã diễn ra sau khi Ban giám đốc của Goldman phỏng vấn ông Benga trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Quyết định đồng ý được đưa ra bởi 24 thành viên ở trong hội đồng. Ông Benga, 63 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ. Đến năm 2007, ông nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Một nguồn tin cho biết, tân chủ tịch của World Bank đã gặp gỡ các giới chức chính phủ của 96 quốc gia kể từ khi ông được đề cử. Thông thường thì vị trí đứng đầu của Ngân hàng Thế giới sẽ do người Mỹ đảm nhiệm. Trong khi đó, người Âu Châu đóng vai trò dẫn dắt Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Và đó là phần tin thế giới thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ.